chia sẻ thêm chỗ này là sở dĩ chúng ta phải bao lúc cái bông cái vừa nở là tại vì lúc này con rùa vàng nó đã bắt đầu hoạt động rồi các bạn. Nếu các bạn không bọc lúc này thì một đêm hoặc hai đêm nó sẽ chích cái trái chúng ta làm trái hư ha. Cho nên chúng ta phải bọc sớm và chúng ta phải thụ phấn trước khi bọc, tại vì chúng ta bọc lại thì nó cách ly hoàn toàn với côn trùng bên ngoài. Nếu nó chưa được thụ phấn thì nó sẽ không bị đậu trái, và để cho chắc chắn thì chúng ta sẽ thụ phấn cho nó trước nha. Các bạn nên lấy cái phần đít chai nha, tại vì lúc cái lần đầu mình làm thử thì mình lấy cái phần nắp chai và kết quả là cái trái nó lớn quá và trời gió thì cái chai nó bị tuột xuống, cho nên cái cuốn nó lớn lên nó sẽ vừa khít vô cái chai và mình không lấy cái trái ra được nữa. Nên lần này mình rút kinh nghiệm, mình chia sẻ lại các bạn là mình phải dùng cái đít nữa nha. Thank you.
và còn nhiều cách để sử dụng chai nhựa 500ml nữa. Mời các bạn đón xem những clip tiếp theo của mình nha. Cảm ơn các bạn.